Xin chào tất cả các bạn nhé. Và hôm nay gia đình tôi cũng có làm mấy mâm cơm. Trước nhất là khánh thành nhà mới và sau đấy là đón cho lội đầy tháng. Liềm vui nhân đôi các bạn ạ. Và sau đây xin mời bà con các bạn cùng theo chân tôi đi làm nhắm nhá. Không phải là không có đồ, nó có đồ quá nó chọc nó dễ. Chả biết chéo gì. Bạn gái đẹp vớt gà chứ phải bình thường. Anh Văn lấy thùng cơm trắng vào đây anh. Hả? Trắng quá đi. Xanh rồi. Tôi đã được làm bộ làm gà. Chín rồi đấy. Đó. Đó là đá đồng gà ra làm bộ. Tối là thêm mấy. Chính đám cưới có cái này nó ngại ngại chứ chơi toàn cái loại này đỡ phải bày biện nuôi thôi. Coi mốt là không dám theo nhau chứ. Không sống này. Chị ơi, tôm chị bán thế nào? Tôm bán 220, lấy kiếm 201. Chặt em con to to này nhé. Các bạn này nhìn này. Này là một mớ tôm nữa các bạn. Lần nay nay là nhà bà Thúy làm cơm lên nhà mới nha các bạn nhé, kia kìa bà Thúy kìa. Là em thứ nhất là em lên khánh thành nhà mới này cho cháu này, và thứ hai thì em nói chúc bà Lội này đấy. Các bác cùng ủng hộ cho em nhá. Bây giờ xin mời bà con các bạn cùng đồng hành với Thúy và cùng sắn tay áo vào bếp làm. Thế nay nay bà Thúy có bầu ai là trưởng bếp không hay là cứ không, quân đội nhà tôi là ai đứng trưởng bếp được. Anh chọn thử chó thì có thể để chị ạ. Đúng. Thôi chỗ này cây cối có yên chí. Cái bác áo vàng này là chuyên phụ trách về cái mảng thui cày tơ đấy các bạn. Một năm có thể thui đến hàng mấy trăm con. Hôm nay bà Thúy là bà làm 10 mâm cơm gồm một con cày tơ khoảng 25 cân. Đấy, bây giờ làm ở nhà cũ xong là tí nữa là ra nhà mới là triển khai làm bên nhà mới. Thế ông xin nay là nghỉ cả ngày hả? Đây là bà Thúy, bà đi hái na mơ để tăng cường cho cái món làm cày tơ đây các bác này. Đây na mơ sạch tinh thơm luôn. Bà Lội trông dạo này trẻ quá. Trước kia chưa có con dâu về thì mình là sinh nhất trong nhà. Chỉ có một chồng, hai đứa con trai thôi. Nhưng bây giờ con dâu nữa rồi thì đâm đời mình lại về nhì, thành ra là cũng chạy đua một thời gian một tí các bạn. Ăn ơi, thanh long đi, thanh long xanh long sạch lại. Các bạn nó ăn alo em ship nhá. Ê, vườn nhà em gì cũng có bác ạ. Quan trọng của mình người nông thôn thật nhưng mà đất nhà mình rộng, mình cứ dắt một lời một tí là quanh năm có đồ ăn. Rất chi là ui cái giàn na mơ. Cái giàn na mơ là phải nói nổi tiếng nhất cái xã này. Chị em xóm quanh được cái hang hái đi lấy năm mơ. Đấy còn kia còn người trèo lên tận mái nhà. Mỗi tuần một bữa thịt cày nhưng mà vẫn có đủ cung cấp. Mà các bạn nào muốn ăn nữa thì cứ đến đây em. Hiện nay cái xóm của bà Thúy này còn 6 người tương đương bà Thúy này ế chồng nhé. Các bác nào mà có nhu cầu mà chưa vợ đấy thì để cái phần bình luận này là bà Thúy bà ấy giới thiệu. Các bạn ơi, các bạn thanh long với mình nào. Ôi, ngon chưa? Cứ ăn hoa quả sạch là sao, dáng cái đẹp là phải. Nhờ cái bảo sao bà Thúy bà cao tuổi thế mà dáng bạn đẹp thế. Quan trọng em hay ăn hoa quả, các bạn nhìn này. Các bạn cũng ăn với em nhá. Rất là ngọt các bạn. Không có gì mà cái tươi, rồi mình hái cây ăn xong. Cái món riêng cái món cải tơ phải nói ăn nó cứ đảm đỉa dễ ăn nhất. Ngon nhất. Vâng. Cá là thịt dê thịt riếc không là bằng này. Dê đéo bằng. Dê thỏ chứ mèo. Mèo cũng không, không bằng này. Đấy phải tí là chao tôm này mới lại cho thịt cầy này. Ủa này là nó ngon. Chú heo này, chú heo. Chú heo. Chú heo. Nó bát nó giống. Tôi mang thực phẩm ra nhà mới đây. Các bạn cùng tham quan ra căn nhà mới tham quan nhé. Đây, giới thiệu các bạn đây là nhà mới của nhà bà Thúy nha. Không có chưa mang ra đây
Giới thiệu với các bạn, đây là đầu bếp xào nấu. Bây giờ chúng tôi là ở bên đây là toàn có đầu bếp là nữ giới thôi. Còn nam giới bây giờ là chỉ có đứng ngoài chơi uống nước. Nấu cái chè tươi đấy phải có bản lĩnh đấy. Phải có nghệ thuật chứ. Nghệ thuật đấy. Đây là bà chủ của con tất nhá. Đi đặt uống say thì con lại bảo là bà chủ này đi sức chè. Con lại bảo là hai chồng ấy có. Giới thiệu với các bạn là cái xóm nội này nên cái phụ nữ mà nhớ nhàng như là cái cô đang thái giềng kia là rất nhiều nhá. Nên là các bác nào mà có nhu cầu về liên hệ thì để vào phần bình luận. Tức là sinh năm 1972, 73 là còn 6 cô nữa. Đây là trông y xì kiểu này đấy. Bưởi tối mình tráng miệng nhá. Nhà bà Thúy có hai cây bưởi. Ui xài thế nhỉ. Các bạn nào mua không? Em bán bớt đi nha. Cực luôn các bạn ạ. Không tin các bạn cứ thử đến thì em cho đá một bữa nha. Các bạn ở trong quả nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà ngọt cực kỳ luôn. Không tin các bạn cứ thử. Nào, bữa nhà em nè. Các bác nhìn này. Ngọt lắm. Em nói không ngọt đâu nhưng mà bữa thì em ngọt cực kỳ luôn. Đây các bạn này, bữa thì em này rất là ngọt. Em nói không được ngọt đâu nhưng mà bữa thì em ngọt cực kỳ luôn. Không tin các bác cứ thử. Đây hôm nay em tráng miệng cho khách nhà em mình ăn toàn bữa sạch ở đây. Các bạn nhìn này, rất là ngon nha. Ông chồng ơi, ông chồng, ta hỏi em một tí, không bê được. Em này các bác ạ. Không chờ được. Chồng em đấy. Thịt chó mà không có giềng thì không phải. Đó là gà được các bác. Toàn bộ là cái tôi làm bên nhà cũ và chuyển bên sang nhà mới là cái khâu chế biến bên nhà mới của bà Thúy. Hôm nay xin mời bà con các bạn cùng mừng gia đình tôi khánh thành những căn nhà mới này nhá. Hôm nay là niềm vui nhân đôi. Vừa tôi khánh thành cái nhà mới, mấy lại vừa tôi mừng cháu Lội đầy tháng. Còn nước gà kia rồi. Trông nhiều lắm, trông thế rồi, trông nhiều lắm. Đây là khâu đằng sau là được. Đấy, phụ của tôi đó các bạn ạ. Rộng nhỉ. Cái măng này lúc có trước ở đây nó xương gần được giống cho măng hả? Cái măng này là linh xóa, linh xương. Xương ra coi gần như được hết. Đây nè, đấy, mẫu là mẫu nè. Đấy, em ở đây nửa ngày đây anh đây. Cái anh vui ra giềng như là nâu nhất, công nhận nâu rồi. Nói về trong cái món làm thịt chó là cái da giềng là vất vả nhất, bởi vì nó nâu, nếu mà giềng càng già thì nó càng nâu cơ. Chọn đúng cô giỏi ta, dẻo tay nhất nè, da giềng nó chắc không được đấy. Không biết cô có chồng chưa nhỉ? Cái này là chưa. Đứng à chồng nên mới chồng chê đây nè. Gạt được thì vất là cháu mới ngâm được 10 phút đấy. Có phải kiểm tra không? Đấy, phải kiểm tra. Nhưng mà chắc là chín rồi, ngâm cứ 15 phút là chín. Toàn gái đẹp vớt gà chứ phải bình thường. Con này máu một máu. Con này xấu vậy. Con này không ngon này. Con đấy mới là con ngon đấy. Ngoài trắng mới là ngon.
nhưng mà trông nó lại không đẹp. Trông phô mã nhưng mà trắng mới là ngon. Đúng rồi. Không ơi, hút thiệt gì chưa? Anh Vân lấy thùng cắm trắng vào đây anh. Hả? Trắng quá đi. Đấy là người ta gọi là xấu dây tốt cổ hữu cái gì vậy? Thế đã có thịt chó rồi mà còn cái món gì nữa này? Thịt xào thú hào. Đây là trời xe một cặp nên giới thiệu bác các bạn là hai cái áo đỏ này đấy, đây này, quay vòng này. Đây là trời xe một cặp luôn này, này. Đôi viên nương đấy. Thế cái đầu gối của nó hạc nó rách hay là cái mốt còn nó thế nhỉ? Mốt người ta thế. À ừ, thế thì phải nói là mốt chứ tôi tưởng là rách. Hôm nay là chơi toàn bánh chưng này các bạn này. Chưng các bác ạ. Sắp Tết rồi lời cho các bạn. Hôm nay gia đình không nấu xôi nữa. Đuổi cái này nó xôi đào thế. Đây là món lòng gà xào nấu miếng. Chín rồi đấy. Nước trong veo thế cơ mà. Ở nhà nuôi nó vẫn em quan cho cái gì đâu. Tí cơm tí cắn có cái gì đấy. Giới thiệu các bạn đây là bác anh Sìn nhé, tên là anh Nguyễn Văn Sìn. Chuyên về khoa xương chó đây này. Đây. Riêng bác Sìn này là chỉ có cái khoa hầm xương chó là không ai bằng. Hãy giới thiệu mọi người là như thế nhé. Đấy. Rót vô bình như này là lịch sự đấy. Để cho ngoài thôi. Hai nhân viên rót rượu này không thiết kế được. Rượu không bằng quẩy. Lại hút này mình hớp to quá lại sắp thôi. Cái lòi thịt chó mà bắt rồi vẫn sôi từng sục này. Thơm lắm không ạ? Còn chó lạ quá. Quá ngon. Ngon kinh khủng luôn. Thế là giờ còn muốn cái gì nữa là xong thôi nhỉ? Đấy đúng là băm thịt gà nó phải lấy là sân chứ nó đúng kiểu đấy. Ừ, chứ nếu băm không lấy không đúng đâu. Thì gà mới ngon. Đúng rồi, gà nó là gà rắn. Gà nó ngon vậy nó như là cao su rồi mà. Đấy. 220 m² và làm hết 550 công thợ. Đấy cái nhà này giới thiệu với mọi người nhé. Nhà vuông đấy. Đúng là anh Xìn, anh mò chai, anh chuyên mò chai. Có biết tốt. Có hai thớt đi. Hai thớt được. Làm xong rồi. Nó bằng cái gì đây? Đây ông mang về thái. Đấy đẳng cấp bài thịt gà của anh Nguyễn Vân nhé. Mọi người thấy rất đẹp không? Không, bà con thấy đẹp không? Bà con thấy đẹp đây, nhìn đây này. Năm nay mới có 46 tuổi. Chưa người yêu. Chưa vợ. Chưa người yêu. Đang đi tìm. Đang đi tìm người yêu. Đang lên mạng này tìm người yêu ấy. Rất khéo tay. Nước nhìn phải nóng. Còn nếu mà chế
xấu cũng được. Bây giờ là còn mỗi cái khâu thái thịt chó nên là bữa cơm hôm nay đã xong rồi các bác ạ. Con chó ngon quá, độc lạ. Cho nó độc con lạc chứ. Trải con chó này lúc đó thì nó ăn cái gì lạc thế. Độc lạc con gì thôi, không có mỡ. Thịt chó rồi này, tôm, gà. Đưa rồi. Nghỉ ngơi tí tiếp khách không được. Tí rồi mang đĩa lại đăng nhé. Mang thấu đĩa đây. Mát rồi, hôm nay là hôm nay thời tiết tối này uống rượu nào. Tối nay có hàng 30 lít rượu cũng hết. Ông Phong phải đi mua thêm đi. Đây là 30 lít của gì nữa? 30 lít không bao giờ đủ được. Tôi thì cũng bao giờ hết rượu. Ra đêm 30 lít. Quay phim đâu mà ra ngô đấy, quay phim cho họ. Đi quay phim chị vào. Đấy, đó là đây là chị này là bác chị làm cơ bác, là thịt phó. Đọc cửa phát biểu lên đi. Những cái xương đầu đấy lại cất thì trong vài ngày nữa hầm ninh lại mới ngon. Bốn mâm ba đĩa bánh chưng. Mâm hai đĩa thôi. Mâm hai đĩa. Một đĩa này. Đấy các bạn nhìn lại, mấy anh em là căng bọng luôn. Đúng rồi. Em nói là không ngọt đâu, nhưng mấy anh em là ngọt cực kỳ. Cây dâu bóng của dâu người. Ngọt lắm. Đây là các bạn cứ thử nha. Ông Tuấn xe có phải nó đây. Nó không ngừng được. Khóa cổ rồi. Thịt chó như là xăm xe đạp. Chính đám cưới có cái là nó ngại ngại chứ chơi toàn cái loại này đỡ phải bày biện nuôi thôi. 21 giờ là không dám theo nhau nhưng tại sao đám cưới là không ngủ mẹ bố chính không ăn. Nói gì nói mỗi ông thịt này là vất vả nhất này. Thả cái riêng cái thịt chó này cái mùi đặc trưng của nó mà không cái loại gì nó giống được này. Nó chỉ hơi giống nhưng nó thực ra nó không có một cái gì đậm. Ừ. Đúng rồi. Chứ cái này nó không thể qua lơi thì không cứ luộc cái xong lại rán nhưng mà ăn không ngon bằng để nó khô đúng không? Chính để này ngon hơn. Mới có từ nãy giờ mới có 3 tiếng là anh em xóm nội đã gần như là xong 10 mâm cơm. Cứ cho dốc rồi. Đúng giờ chín kỹ quá ngon lắm. Cứ cho lên đấy, mày này nháo trong nô này chân này. Ba ơi. Là vỡ đầu vỡ mặt rồi đấy. Không ơi. Đúng rồi chưa? Điên mái được cái lô trong cái chân này đây này. Nên thì trơn. Để tiết thì lại mua đi chứ.
có hết rồi. Bơ nhà làm được không? Cho chán thôi. Bây giờ không làm nốt à, được. Chính cái này xong rồi. Thì thú này thì vô chứ. Cái này nó lô phát hết rồi. Và hôm nay bữa cơm thân mật của gia đình tôi đấy các bạn ạ. À. Khánh thành nhà mới cho cháu mình lại cho lộn đây đầy tháng. Mâm cơm của anh em tôi hôm nay cũng hoàn thành ở đây. Bây giờ xin mời bà con và các bạn cùng ăn bữa cơm thân mật với gia đình tôi. Ai uống được rượu thì uống rượu, mà ai không uống được rượu thì dùng cơm với gia đình tôi nhé. Để chúc mừng cho tôi khánh thành cái nhà mới này, xong lại được đây chúc bà lội nữa này. Đông ngã con. Không, không có khói. Đây, đây là thịt chó nha. Cái Hiền đâu? Tôi có thịt chó ngon. Hiền kia đâu? Quay mạnh và phi vào. Quay mạnh và phi vào. Cái này là cái đồng hồ nhá. Là bạn của con trai lớn của tôi đi ạ. À. Đấy. Thôi bỏ cái húng với bà xong không? Bắt rồi ăn đi. Sau lưng kìa. Sau lưng. Mãi mới dậy được. Ngoại. Vợ chồng cô chú với cái cháu. Chúng ta khỏe thôi nhé. Mà thấy bác kia cái gì? Cho tí nước vào uống đây. Về này có này. Về báo hôm sau mà nhập. Chưa được tí này. Cầm. Chúng ta khỏe thôi nhé. Rất cái nhiều thì cũng mong muốn bảo để chuyện này cháu hai ông đồng nào uống nhau chưa đi rồi hai ông cứ được rồi hai chắc là không không đề nghị đề nghị đề nghị uống rồi hai ông trước rồi rồi hành rồi trong một đoạn còn tư rồi xong thì tư không rồi không 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 được như ý đâu. Cháu ơi, rồi bắt đầu, rồi bắt đầu mời mâm đi nhé, mời mâm mình lên hết, ba cặp cháu xong lại thì đấy, mời cháu lên chúc mừng cho vợ chồng đó em, chú làm cái nữa, anh em bạn bè mình xem nào hết, công việc xong rồi nào hết.
vụ xong là mời mọi người trong số hội nội chúng ta về cùng nhân rượu chúc mừng phải không? Chúc mừng cho bà lên hai cấp, một cấp ông cấp bà, cái này mới cho các em nhá, cái hồ tiên nhỉ, hồ tiên con hồ tiên đi, một hai ba rượu, hai ba rượu, hai ba uống bà nhá. Cỗ to ngon này mà chưa được ăn. Chúc mừng ông bà chú nhá, nên chị bà nội, nên bà trẻ. Mừng cho muốn nói là muốn làm cái gì cháu ra từ mỹ đó còn hôm nay nó cũng đùa là cũng đùa kia đây là mời riêng bạn bè các bạn chém này chém bài cơ đó bài bà con xin chén rượu này không là chén rượu thì không có rượu đấy thì đang đang chúc bên bà sắm mời bài mời nó không mời nó không nó bài bao bà bao bà đây là ông sắm mời riêng thay mặt cho trai ông bà là thay mặt con trai nhà bạn bè của cháu phải không? Chú nhá, chú đang vui thưởng sao làm lên em một cái gì này rồi đúng rồi, hợp nhất là muốn được phải đi ba đứa con cho đâu đẹp đấy. Số hai ba, số hai ba, uống ngoan. Đã bảo hơn rồi, nhăn mặt mình. Bà con nhé, đây là cái đồng hồ tổ anh em xây nhà cho tôi nè, đây tắt đi ạ. Rồi trước hết là cảm ơn đội tự xây cháu thuyền là đứng lên xây cho ông cái nhà tuyệt vời. Cảm ơn nhà tuyệt vời. Cảm ơn nhà tuyệt vời. Cảm ơn anh em. Một, hai, ba. Hai, ba. Hai, ba. Uống. Nhắm đi coi. Cháu hỏi em tôi.